Thưa quý khán giả, nơi ở mới phải đẹp hơn, tốt hơn so với nơi ở cũ. Đó là yêu cầu của thành phố trong việc đảm bảo chất lượng nhà tái định cư để người dân trong diện giải phóng mặt bằng yên tâm về nơi ở mới. Thế nhưng hơn chục năm nay, hàng trăm hộ dân khu tái định cư Đồng Tàu thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai lại không thể an cư, chứ đừng nói gì đến lạc nghiệp. Nhìn từ xa, khu tái định cư Đồng Tàu đâu đến nỗi. Nhưng nhìn gần mới thấy quá là sập sệ. Nhìn đâu cũng thấy lún với nứt. Căn phòng sinh hoạt cộng đồng, một của hiếm ở khu chung cư đóng cửa im ỉm. Với tình trạng ngoài lún, trong sụt, xung quanh đứt toác như thế, thì chẳng ai dại gì mà đặt chân vào đây. Không xa đấy, cũng do sụt lún đã làm cho hệ thống bể phốt gửi gió đi hương quanh năm cho toàn khu nhà. Như thế này thì người dân là đầu tiên là phải gánh chịu những cái hơi của các cái bể phốt này bốc lên. Và thứ hai là gì? Người dân sẽ bị ảnh hưởng đến cái dịch sốt xuất huyết toàn quốc bây giờ. Ngoài nhà thì là vậy, trong nhà cũng không ít chuyện để nói. Trước hết là chuyện phòng cháy chữa cháy. Hỏng chữa cháy mà chả bao giờ có nước. Các thiết bị báo cháy, bình bọt, theo phản ảnh, đều không hoạt động hoặc quá hạn. Nếu chẳng may bà Hỏa ghé thăm thì không biết sẽ thế nào đây. Tiếp theo là chuyện thang máy. Nhà cao tầng nhất thiết phải có thang máy. Thế nhưng có khu hai hỏng hai, hai thang lại hỏng một là chuyện thường. Mà hay hỏng hóc kéo dài. Hỏng thang máy thì dĩ nhiên phải dùng thang bộ. Người khỏe lên xuống còn mệt. Còn với phụ nữ, trẻ con, người già cả ốm đau. Lại thêm một nỗi mệt mỏi. Toàn năm là có hai thang máy. Nhưng thực tế hiện tại vẫn có một thang hoạt động từ tháng 6 năm 2015. Một ngưng hẳn hoạt động một thang từ tháng 6 năm 2015 cho đến bây giờ. Và còn một thang nữa nó cũng chập trờn lúc hỏng lúc không. Được biết, khu tái định cư Đồng Tàu được đưa vào sử dụng từ những năm 2007. Thế nhưng, chỉ sau một vài năm khi tiếp nhận dân cư tái định cư, tình trạng sụt lún xung quanh công trình đã xuất hiện và ngày càng trầm trọng hơn. Người dân thì lo lắng bất an nhưng không thể biết làm gì hơn ngoài đơn thư kêu cứu phản ánh. Còn với chính quyền địa phương thì họ cũng chỉ có trách nhiệm nhất định bởi họ không phải là chủ đầu tư công trình. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng chưa tiếp nhận được những kế hoạch cụ thể từ phía đơn vị chủ quản để mà lập cái phương án cải tạo sửa chữa những khu tái định cư này. Nơi ở mới phải đẹp hơn, tốt hơn so với nơi ở cũ. Đó là một chủ trương mang đầy tính nhân văn của thành phố khi phải thực hiện công tác di dân giải phóng mặt bằng để xây dựng và phát triển thủ đô. Thế nhưng, chủ trương đó đã không được thực hiện một cách nghiêm túc. Và khi xảy ra sự cố, đơn vị chủ đầu tư công trình đã không thể hiện trách nhiệm đến cùng của mình trước những nỗi lo lắng bất an của người dân khi phải sống trong một công trình nhà ở kém chất lượng do mình xây lên. Với tiêu chí của chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp, chúng tôi khá lúng túng vì chưa biết xếp loại vấn đề ở khu Đồng Tàu vào loại hình nào cho phù hợp. Vì với mỗi một nội dung chưa đẹp của bản tin nêu ra hàng ngày thì không lâu sau đó, vấn đề thường chuyển biến theo hướng tích cực. Còn với khu Đồng Tàu, ngay cả người dân ở đây, họ cũng không biết là đến khi nào chủ đầu tư của công trình mới thể hiện trách nhiệm của mình. Còn những nội dung tiếp theo của chương trình cũng lại là vấn đề chưa đẹp. Trong những ngày gần đây, cổng ra bến xe Giáp Bát luôn thấy cảnh này. Hàng chục tài xế của loại hình xe máy chở khách đời mới Grab Uber đều đứng dàn hàng dưới lòng đường để đợi khách. Sự thản nhiên của họ đã cho thấy hai điều. Một là việc đứng dưới lòng đường chờ khách đã thành quen. Và hai là lực lượng chức năng quanh khu vực nhà bến đã không làm tròn trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phải nói là thời gian đèn đỏ ở ngã Tư Vọng, Giải Phóng là khá lâu. Chính vì vậy, một số người đi bên đường Trường Chinh vì vội hay tránh nắng thường có thói quen đi vào đường cấm dưới cầm cầu vượt để sang bên này ngã tư. Đúng là có nhanh hơn một tí, nhưng có hai điều mà những người có thói quen này chưa biết. Một là ở đây rất hay xảy ra va chạm do thiếu quan sát với người đi đúng chiều đường bên kia. Và hai là cảnh sát giao thông vẫn thường đứng chờ sẵn ở đầu ngã tư để phạt vi phạm. Sau khoan cắt bê tông, thông hút bể phốt, giờ loại hình quảng cáo giao vặt trái phép đang có những biến tướng nhất định.
Nếu như trước chỉ là tờ giấy trắng đen thì nay nó đã được in ấn khá công phu, có đầy đủ thông tin và địa chỉ liên hệ và cũng đủ loại hình dịch vụ cùng cách quảng bá nơi công cộng. Nếu không có sự mạnh tay ngay từ đầu từ phía cơ quan chức năng thì e rằng bộ mặt đô thị sẽ lại một lần nữa lem nhem vì loại hình giao vặt mới này. Thưa quý khán giả, bản tin Hà Nội đẹp và chưa đẹp mang gam trầm hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bản tin luôn tiếp nhận những thông tin phản ánh từ quý khán giả qua đường dây nóng 024-383-55-797 cùng địa chỉ fanpage Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình tiếp theo của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.